Mình sẽ đi dạo một vòng để chia sẻ cho mọi người biết về cái công viên mới nằm ở cặp sông Tiền luôn các bạn. Hôm nay được trang trí hoa rất là đẹp. Trang trí cảnh hoa bằng gốm sứ rất là đẹp. Cái này hình như bằng wood hay gì á. Sáng hôm nay người ta đến đây chụp hình rất là đông của chú anh chị, rất là nhiều. Đây có một cái hồ nhân tạo, đây gồm có 3 chiếc thuyền, chiếc xuồng dành cho mọi người chụp hình. Nằm ở cọc sông Tiền luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Sập câu. Đây có mấy cái lò gạch theo cái nét truyền thống của Vĩnh Long. Đó, những cái lò gạch này được mô phỏng lại. Đây cũng có mấy cái lò gạch nhân tạo nữa nè.